Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục cái nhà em Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai đây quý vị. Đó, quý vị nghĩa kỹ dáng ha, đế nè. À, đẹp không ha, quá tuyệt vời ha. Rồi, chào Yên. Dạ rồi, chào anh Tuấn. Xin chào cả nhà mình nha. Mai vàng Trúc Yên, ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Rồi, mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh một mặt hàng, đó là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị nha. Giảo Tân Châu. Và ưu điểm của em nó là dáng long nè, tàn tròn nè, rồi dáng tàn và mặt bông nha mấy anh chị nha. Đó là thiên về những ưu điểm của em nó. Và số hotline của bên em là 0939779318. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lô hoặc là mua lẻ gì đó cứ liên hệ bên em hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị nha. Và giá công khai trên clip là giá đã bao ship, mấy anh chị cứ yên tâm nha, bao ship toàn quốc cả nhà ơi. Và trong vòng 2 tháng mấy chị chăm sóc cây còn hỗ trợ cách chăm sóc, cách tư vấn trồng cây như thế nào cứ liên hệ bên em hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị nha. Rồi không làm mất thời gian cô chú anh chị nữa, mình vào mã đầu clip coi cây nó duyên như thế nào và đẹp như thế nào nha mấy chị nha. Rồi mã đầu tiên là mã 76 nha cô chú anh chị ơi. Rồi chiều cao nó luôn ha. Chưa có giá nè. Rồi mã 76. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao của em nó cao là 1m2. Rồi tán ngang của em nó là 85. Rồi cái hoành luôn. Rồi hoành của em nó nha, hoành 14, đường kính bầu 35. Rồi xe xe luôn. Rồi dán em ha. Này là dáng long nha cả nhà ơi. Đây tay cành đều từ trên xuống dưới luôn. Đó, mấy chị xem giúp em ha. Rồi em này thì bị khuyết một phần là da này bị xước nè mấy chị nha, nên em đã cắt mà nó đang nhú tược non đây cả nhà nha. Đây đang lên tược luôn nha, nó thì tạo ra nhánh mới luôn mấy chị ơi. Đó vậy nha. Đang nhú nhú xanh xanh nè. Đó rồi bộ đế nha mấy chị nha. Đó, đây đế luôn. Mai Tân Châu mà đế như thế này là trội trong dòng mai Tân Châu nha cả nhà nha. Đó rồi, đó, nha, luôn xem giúp em. Rồi cái mã 76 này em giao lưu cô chú giờ là giá là 1.350.000. Rồi 1.350.000. Rồi là em bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi em xin phép xuống mã em lên tiếp tục mã 77 là mã mới đi nha. Rồi đây dáng long đẹp luôn. Đây mã 77 cả nhà ơi. Đây chiều cao của em nó đây, cao tầm 1m3. Tán ngang của em nó đây 95. Rồi hoành của em nó nha cả nhà ơi. Hoành của em nó là hoành 16 nè, đường kính bầu là 45 luôn. Rồi, xe xe luôn. Đây. Đó, mấy chị xem giúp em. Dáng long nha, tàn tròn. Tay cành kích kích. Đó. Này dáng đẹp, tay cành đẹp. Đây. Đế cũng đẹp luôn, đế đây. Đế đây cả nhà ơi. Đó. Ghiền luôn nha mấy chị nha. Nhìn đế là ghiền nha. Rồi, em này là em giảo Tân Châu mã 77 nha cả nhà ơi. Rồi, mã 77 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.700.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, rồi xuống cây. Rồi, em xin phép xuống mã 77 nha cả nhà nha. Em lên tiếp tục mã 78 đây. Rồi, 78 lên. Cả nhà ơi, năm sau là năm Thìn nha. Mà hôm nay bên em là về lô này là lô dáng long nữa là quá hợp luôn cả nhà ơi. Mua đây tiếp tục thêm một cây đế nổi nữa cả nhà nha. Đây mã này là mã 78 nha cô chú anh chị nha. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao em nó cao tầm 1m15 đây. Rồi tán ngang. Tán ngang của em nó là tầm 1m nha. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi hoành của em nó đây, hoành 17 luôn cả nhà ơi. Đường kính bầu 40. Rồi xoay xoay luôn. Mấy anh chị xem giúp 40. Em đây dáng long tàn tròn nha cả nhà nha. Đây cành đẹp luôn. Đó mấy anh chị xem nha. Rồi đế đặt hết trơn ha. Xuống dưới đây còn hết hồn luôn cả nhà ơi. Bộ đế nè. Đó. À, để đặt luôn. À, mấy anh chị xem giúp em. Rồi giao lưu như đêm. Rồi cái mã 78 này nè em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.700.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi xuống cây. Đó. Mỗi em mỗi dáng mỗi vẻ đẹp khác nhau nha mấy anh chị nha. Anh chị ưng ý mã nào, ưng ý dáng em nào là cứ liên hệ số hotline bên em là 0939779318, đồng thời cũng là số Zalo của bên em luôn nha cả nhà nha. Rồi tiếp tục mã 79 nha cả nhà ơi. Một em đẹp nữa ha. Cây mới rổ luôn á mấy anh chị, bầu còn hơi dơ mà bên em phải lao vậy cho mấy anh chị đây. Mã 79 đây, chiều cao em nó cao tầm 1m2. Rồi tán ngang luôn. Rồi tán ngang của em nó tầm 1m nha. Rồi dáng đẹp luôn ha. Rồi hoành của em nó đây, hoành em nó, wow hoành to nha. Hoành 18 rổ em tính 18 nha. Rồi
vành 18 này và đường kính bầu là 46. Rồi, stay luôn. Đây mấy chị xem giúp em. Đây, dáng lông tàn tròn. Đế đẹp luôn. Hôm nay dám mạnh dạng nói đế là đế đẹp luôn cả nhà ơi. Ta cần đẹp đế đẹp ha. Này, đế đây. Đế dữ ha. Tại vì Mai Tân Châu là thiên về dáng mà tàn và mặt bông. Má đế thì không bằng mấy loại kia, nhưng mà lô này em về hôm nay là đế hơi bị xịn sò một tí xíu. Rồi, luôn như đây. Rồi, cái mã 79 này em giao lưu với anh chị là 1.750.000. Đó. Rồi, xuống cây. Rồi, bao ship luôn nha mấy anh chị nha. Hôm nay cây to nè. Đế đẹp, tàn đẹp luôn. Mà bao ship luôn, mà giá thì giá phải chăng luôn mấy anh chị nha. Đó. Tiếp tục luôn cả nhà ơi. Mã này là mã 80 nha cô chú anh chị nha. Rồi, mã số 80. 80. Rồi, chiều cao của em nó nha, cao tầm 1m25. Tán ngang của em nó đây, 95. Rồi. Cái vành luôn. Vành của em nó đây, vành 17. Đường kính bầu 40. Rồi, xây luôn. Xây cho mấy anh chị xem, em này dáng lông tàn hơi cũng tròn đây. Đó, mấy anh chị xem giúp em. Rồi. Để đặt cái dưới luôn ha. Đó, mấy anh chị xem nha. Để nổi lên luôn cả nhà ơi. Đó. À, quá xa để luôn. À, để ha, cộng nào cộng nấy nè. Đặt kẹo dưới đây ha. Quá xa à, luôn. Kính bầu luôn cả nhà ơi. Đây. Rồi, giao lưu. Rồi, cái mã này là mã 80 em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.850.000. Rồi, 1.850. Dạ. Rồi. Rồi. Xuống cây. Bầu nặng lắm nha mấy anh chị nha. Mà bao ship cho mấy anh chị luôn. Mà giá như thế này là rất là yêu thương với mấy anh chị luôn đây. Tiếp tục mã 81 nha cô chú. Rồi, anh chị nha. 81. Em này dáng hơi dáng lông, hơi lắc lượng tí nhẹ tí xíu đây. Chiều cao em này nha, cao tầm 1m2. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang của em nó là 85. Rồi, cái vành luôn. Rồi, vành của em nó là vành 16. Đường kính bầu 40 nha mấy anh chị nha. Này, xây cho mấy anh chị xem. Mã số này là mã số 81. Này, mai bên em là giảo Tân Châu nha cô chú anh chị. Đây. Để quá xá ha. Để đây mấy anh chị ơi. À, mấy anh chị xem giúp em. Rồi, mã 81 nha mấy anh chị nha. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, cái mã 81 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.500.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn đây. Đây, rồi. Cái phần này thì là cái nhánh này chắc không có duyên hay là bị tét gì đây. Bên em đã cắt rồi mấy anh chị nha. Nhưng mà khi mà cắt rồi thì nó sẽ đâm tục mới nha mấy anh chị. Cái nhánh nó không có duyên á. Dạ. Tực nước rồi đó, giống như tực nước nó bắn hơi cao. Dạ. Rồi, cắt như đó ha. Rồi, những cây như thế này mình về mình phải chỉnh sửa lại tay cành luôn nha mấy anh chị nha. Kéo lại xíu ha. Rồi. 1.500.000 ha. Dạ, 1.500.000 bao ship luôn về đó. Tận nhà cho cô chú anh chị luôn đây. Lên luôn. Rồi, tiếp tục mã 82 nha cả nhà. Rồi, chiều cao của em nó tiếp đây cả nhà ơi. Đây, chiều cao mấy chị ơi, chiều cao 1m25. Rồi. Tán ngang là tầm 1m nha cả nhà nha. Rồi, em này có cái góc dưới cũng lạ lạ nè. Này. Hoành em nói là hoành 16, đường kính bầu là 45. Rồi, xây luôn. Ai, đế cũng hơi lạ lạ, đẹp đẹp nè cả trời. Hồi quay cái lạ lạ sao nhưng quý vị. Đó, dán lắc lượng nha mấy anh chị. Dán trước đi ha. Đó, mấy anh chị xem giúp em. Này. Đây, này cái lạ lạ, cái lạ những cái đây nó phình lại đây. Cái đó. À, phình cái đó cái ha. Đó, mấy anh chị xem. Lạ quá nè. Đế luôn nha quý vị. À, rồi, còn cái phần đây nó làm như là bị xước, gãy lâu rồi nha cả nhà. Đó, là nó muốn liền ra rồi cả nhà ơi. Rồi, tết. Rồi, giao lưu như đây em. Rồi, cái mã này là cái mã 82 nha mấy chị nha. Giao lưu giá 1.500.000 rồi cả nhà ơi. 1.500.000 bao ship luôn cả nhà ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em xin phép xuống mã 82 nha. Em lên tiếp tục mã 83 đây. 83 lên luôn. Dạ, đây. Đây, mã 83. Em này cao tầm 1m35 nha. Có thể là cao hơn tí xíu nhưng mà em làm tròn những thông số nào mà dễ nhớ cho cô chú anh chị biết nha. Em làm rồi, tròn xuống rồi mấy chị cứ yên tâm. Rồi, tán ngang em nó là 1m. Mét. Rồi. Rồi. Vành của em nó đây. Vành 14 nha cả nhà. Đường kính bầu là 42. Rồi, 42. Đó, mấy chị xem giúp em. Rồi, em này dáng lông. Này. Đế quá xa đế vô luôn ha. Đó, mấy anh chị xem giúp em. Đế kính bầu luôn nha mấy anh chị. Đế đặt cái bầu luôn. Đó.
sắp đế. Đó. Có đế thì về sắp được. Đây. Rồi giao lưu như đen. Rồi cái mã này là mã 83 nha cả nhà nha, giá là 1.550.000 cả nhà ơi. Rồi xuống cây. Rồi em bao ship cho cô chú anh chị luôn nha cả nhà nha. Cả nhà ơi, mai bên em là mai giảo Tân Châu nha. Khi mà shipper tới á, mấy anh chị nhớ nha, chốt cây bên em, mình có quyền lợi của khách hàng bên em là có thể là có shipper đó, mấy anh chị khui ra kiểm tra cây giúp em, kiểm tra đúng mã, đúng giá tiền, đúng cây nhận giúp em. Và khi mấy anh chị test cây, nhớ test cây cạo cái thân cây như thế này nè, còn xanh như thế này là cây rất là ok nha mấy anh chị nha. Tại vì màu đặc trưng của em nó là màu nâu sậm nên mấy anh chị có rất là dễ hiểu lầm. Cứ test cây như thế nào cây ok là mình nhận cây giúp em nha mấy anh chị. Rồi tiếp tục mã 84. Chiều cao luôn. Chiều cao em nó cao tầm 1m3. Tán ngang của em nó đây 80 nha mấy anh chị. Rồi. Hoành của em nó là hoành 15, đường kính bầu là 32. Rồi. Đó mấy anh chị xem giúp em. Cái mã này là mã 84 nha mấy anh chị nha. Đây. Dáng lắc đây. Dáng lông mà hơi nghiêng nghiêng tí xíu đây. Đó. Rồi đế nè. Đế nha mấy anh chị. Để tứ diện hết trơn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây rồi, em? Cái mã 84 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.300.000, bao ship cho cả nhà luôn nha. 1.300.000. Rồi. Dạ, đúng rồi. Cây. Em xin phép xuống mã nha, em lên tiếp tục mã 85 đây. Đây, em này dáng lắc lượng đây, 85 tàn tròn nha, nhìn duyên lắm cả nhà ơi. Rồi, chiều cao em này cao tầm 1m35 nha mấy anh chị nha. Rồi. Tán ngang em này là tầm 1m1 luôn. Wow. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành em nó đây. Hoành 17 nha cả nhà nha. Đường kính bầu là 42. Rồi, xây luôn. Đó, mấy anh chị xem giúp em. Đây. Rồi, xương cành luôn nha quý vị. Đó, xương cành. Xương cành là tứ diện ha, đẹp ha. Rồi. Đó, đế dưới quý vị nghĩa đế luôn nè. Đế đặt ở dưới luôn nha. Đó, mấy anh chị xem giúp em. Quá xá luôn. Đây. Mê luôn. Cây này nhìn ngoài duyên lắm nha mấy anh chị nha. Rồi giao lưu như đây. Rồi cái mã 85 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.700.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn đây. Rồi xuống cây. Rồi em xin phép xuống mã nha mấy anh chị nha. Để chuẩn bị lên mã mới cho mấy anh chị luôn đây. Mấy anh chị ơi nhớ nha, số hotline của bên em là 0939779318, đồng thời cũng là số Zalo của bên em luôn. Anh chị nào mà ưng ý mua sỉ, mua lẻ hoặc mua lô như thế nào đó cứ liên hệ bên em nha. Bên em hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn đây. Rồi, cây mã này là mã 86 nha. Chiều cao em này là cao tầm 1m35. Tán ngang của em nó đây 95. Đây. Đó, cái hoành luôn. Hoành của em nó nha mấy anh chị. Hoành của em nó là 17. Wow, 17 nha cả nhà ơi. Rồi, đường kính bầu luôn. Đường kính bầu 45. Rồi, xay luôn. Xay cho mấy anh chị xem đây. Đây. Rồi, đỉnh này quý vị. Thân cành thì bẻ tứ diện ha. Đó, cả nhà xem giúp em. Rồi, để luôn. Để này bẻ lắc cái này trường qua đây ha. Đó, mấy chị xem giúp em nha. Để bữa này, lô này là để về rất là nhìn rất là khá tăng. Khá để trở lên ha. Để rất là khá luôn. Rồi, vô luôn như đây em. Rồi, mã 86 này là giá là 1.700.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn đây nha. Rồi, 1.700.000. Dạ, rồi, đúng rồi. Cái. Em xin phép xuống mã luôn cả nhà ơi. Đây. Rồi, mã số tiếp theo cả luôn. Nhà nhớ nha, những ai mà mua cây bên em nhớ quyền lợi của bên shop em á là nhớ kiểm tra cây giúp em nha. Có shipper đó kiểm tra cây giúp em, và nếu như có trục trặc gì có shipper đó mấy chị cứ liên hệ bên em hỗ trợ và giải quyết vấn đề cho cô chú anh chị luôn đây. Mã 87 nha cả nhà ơi. Chiều cao của em nó đây, cao tầm 1m25. Tán ngang của em nó tầm 1m. Rồi, cái hoành luôn. Này. Hoành em nó đây. Hoành em nó là hoành 16 luôn nha mấy anh chị nha. Đường kính bầu là 42. Rồi. Đó mấy anh chị xem giúp em. Đây. Đây đọt chủ đây. Đó mấy anh chị xem nha. Xương cành với dáng lông nha. Kỹ như dáng cái tay cành kỹ nha. Để xuống dưới đế luôn nha người quý vị. À, rồi giờ xuống đế nha. À, đây rễ cám, rễ bự, rễ nhỏ gì thế quá xa luôn nè quý vị. À, đặt hết trơn ha. Rồi giao lưu như đây em. Rồi cái mã này là mã 87 nha mấy anh chị nha. Em giao lưu cô chú anh chị rồi.
Ồ, giá yêu thương nha, hết hồn luôn. 1.550.000. Rồi, 1.000. Bao ship luôn cả nhà ơi. Đây. Anh chị nào mà có nhu cầu mua cây đẹp, tàn đẹp mà đế đẹp luôn, giá mềm là có tại shop em nha mấy anh chị nha. Không tin vào clip xem luôn cả nhà ơi. Này. Rồi, mã này là mã 88 nha cả nhà. Mã 88. Chiều cao em nó cao tầm 1m3 luôn nha mấy anh chị nha. Tán ngang. Tán ngang của em nó tầm 1m luôn cả nhà ơi. Đây, hoành em nó nè, gần 16 em tính 15 thôi, hoành 15. Đường kính bào của em nó là 42. Rồi, xe xe luôn. Quý vị nghe kỹ ha. Mã này là mã 88 nha. Này. Đây, em này thì bị xước tay cành. Đấy mấy anh chị ơi, gãy luôn. Gãy bên đây, bị xước nhẹ bên đây nha. Đó. Nếu như mà những cái lỗi mà bên em ba thông báo cho mấy anh chị biết, nếu như mà những lỗi đó không đáng kể hay như thế nào đó, mấy anh chị ủng hộ giúp em nha cả nhà nha. Đây, bỏ qua được những loại đó thì ủng hộ giúp em đây. Rồi, để bên em check keo lại những cái loại đó. Dạ rồi, đây bộ đế đây. Này. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, cái mã này là mã 88 nha. Em giao lưu giá cho mấy anh chị luôn rồi. Giá là 1.550.000. Rồi, xuống cây. Rồi, em xin phép xuống mã nha mấy anh chị nha. Em tiếp tục lên mã mới đây. Rồi, à, di chuyển qua đây. Đây, tiếp tục lên mã 89 nha mấy anh chị nha. Rồi, chiều cao của em nó đây, cao tầm 1m2 luôn cả nhà ơi. Rồi, tán ngang của em nó nha, 90. Rồi, tiếp tục quanh 16, đường kính bầu 40 luôn cả nhà ơi. Rồi, xoay xoay luôn. Xoay vòng cho mấy anh chị xem, em này dán lắc lượng nha. Này. Tay cành, đặt cái chân luôn. Đó. Mã này là mã 89 nha mấy anh chị nha. Rồi, xuống đế nha quý vị. Đây, đế đây cả nhà ơi. Rồi, giao lưu như đây em. Rồi, mã này là mã 89, em giao lưu cô chú anh chị, giá là 1.600.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, xuống cây. Rồi, em xin phép xuống mã luôn cả nhà ơi. Em lên tiếp tục mã mới đây. Mã mới là mã 90, sắp sửa lên bàn quay nha mấy anh chị nha. Đây, mã 90 đây. Rồi, chiều cao em nó cao tầm 1m4 luôn nha mấy anh chị. Này. Tán ngang của em nó wow, 1m1 luôn nha mấy anh chị ơi. Này. Hoành của em nó đây. Hoành 17 nha mấy anh chị. Đường kính bầu 41. Rồi, xe xe luôn. Đó, mấy anh chị xem giúp em này là dáng long. Đây. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ dáng nó ha. Tay cành luôn, tay cành thì quá đặc rồi ha. Để nổi luôn nha mấy anh chị nha. Này. Đây, trong đây có một nhánh thì nó không duyên cho lắm nên mà anh thợ đã cắt bớt rồi nha mấy anh chị. Rồi, chắc nó chọc ngang qua đó ha. Dạ. Rồi, mấy anh chị xem giúp em. Rồi, xuống tới bộ đế nha mấy anh chị nha. Đế nổi luôn. Đó. Quá xa luôn. Này. Lô này nhìn đế ghiền luôn nha mấy anh chị nha. Rồi, cái mã này là mã 90 nha cả nhà nha. Em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.850.000. Bao ship cho cả nhà luôn đây. Xuống cây. Rồi, em xin phép xuống mã 90 nha mấy anh chị ơi. Em tiếp tục lên mã mới đây. Wow, mã 91 nha. Để giữ ha. Wow, đế nha mấy anh chị ơi. Đế này mà anh chị nào mà biết cách sắp lại là như cũng ghiền luôn đây. Rồi, mã 91 luôn nha mấy anh chị ơi. Chiều cao em nói nha, cao tầm 1m3. Hơn 1m3, em tính 1m3 cho dễ nhớ nè. Rồi, tán ngang của em nó là tầm 1m05. Rồi, hoành của em nó đây. Hoành 17 nha mấy anh chị nha. Hoành 17, đường kính bầu là 46. Rồi, xe xe luôn. Đó, mấy anh chị xem đây. Để quá xa luôn ha. Em này là dáng long nha, tàn tròn luôn. Nhìn duyên lắm cả nhà ơi. Rồi, xe xe đây. Mã này là mã 91 nha mấy anh chị nha. Đó. Đây, để rồi, đây. Rồi, xuống đế nha quý vị. Đế nè. Đó. Đều hết trơn à. Đặt bầu luôn. Đó. Đây, cái phần nhánh này nó cũng bị xước nhẹ đây cả nhà ơi. Rồi, đó. Nếu như mà những lỗi nào không đáng kể thì mấy anh chị bỏ qua, mấy anh chị ủng hộ giúp em nha mấy anh chị nha. Rồi, cái mã này là mã 91. Em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.800.000. 1.800.000 là em bao ship luôn nha cả nhà ơi. Rồi, em đó, xin phép xuống mã nha. Rồi, chuẩn bị lên mã mới luôn nha cả nhà nha.
Hôm nay cây nào cũng duyên, cây nào cũng dễ thương hết cả nhà ơi. Rồi chiều cao của mã 92 nha. Rồi cao tầm 1m2 luôn cả nhà ơi, 1m2. Đây, tán ngang của em nó đây tầm 1m05 nha mấy chị nha. Rồi cái hoành luôn ha. Hoành của em nó đây, hoành 15 luôn nha mấy chị nha. Đường kính bầu là 39. Đây lắc lượng nha mấy chị nha, dạng lắc lượng luôn. Đế nè, wow, ghiền luôn mấy chị ơi. Kính bầu trân ha. Này. Này. Trong đây cũng có một nhánh không được có duyên cho lắm nên bên em cũng đang tả tỉa rồi đây. Mấy anh chị về mấy anh chị chỉnh sửa lại cho nó duyên hơn nha. Rồi cái mã này là mã 92, giao lưu cô chú anh chị giá là 1.550.000 nha cả nhà ơi. Rồi, đây. Em này là đang lên tược luôn cả nhà ơi, sức khỏe rất là ok luôn nha. Tiếp tục nha mấy anh chị ơi, mã tiếp theo là mã 93 lên bàn quay đi nha mấy anh chị. Đây, em này em 93 đây, Mai Tân Châu mã 93. Cao rồi nha. Quá trời cái bầu luôn mấy anh chị. Cái bầu hết sảy luôn. Cao quá, cao tiền ship cũng muốn xỉu luôn mà bao ship cho mấy anh chị luôn á mấy anh chị ơi. Rồi. Rồi, chiều cao của em nó đây, cao là tầm 1m25 nha. Tán ngang của em này là tầm 1m đây. Đây. Cái hoành luôn. Hoành em nói là hoành 17 nha, đường kính bầu là 41. Đây. Để đây. Luôn. Wow. Đó, mấy anh chị xem. Ghiền cho mấy anh chị. Dịu gì sắp lại cái là ok liền ha. Đó. Này. Đặt luôn à. Dán lông nha, để đặt luôn. Này. Rồi cái mã này mã 93 em giao lưu cô chú anh chị là giá là 1.650.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn đây. Này. Cây đẹp nha mấy anh chị nha, mà giá mềm là chỉ có tại sớm Trúc Yên thôi cả nhà ơi. Nói chứ hôm nay em để giá phải chăng cho cô chú anh chị cùng giao lưu với shop em nha mấy anh chị nha. Mai bên em là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị. Giảo Tân Châu đây, tiếp tục luôn cả nhà ơi. Giá bên em là giá là giá sỉ luôn rồi mấy anh chị cứ yên tâm nha. Này. Tiếp tục luôn. Chiều cao của cái em 74 này là tầm 1m3. Khoan. Xin lỗi. 9 mấy? 94. Trời ơi. Quảng cáo cây rất liệu rồi. Mã này là mã 94 nha mấy anh chị nha, cao tầm 1m3 đây. Tán ngang của em nó nha, 105. Rồi, cái hoành luôn. Hoành của em nó đây. Hoành 16 luôn nha mấy anh chị nha. Đường kính bầu 42. 16 hoành. Rồi, xoay xoay luôn. Xoay cho mấy anh chị xem, em này là dán lông nha. Rồi, quý vị không có kỹ dán những cái tay cành đó ha. Đây, những cái này là thiếu tay cành nhưng mà đang mọc ra đây mấy anh chị nha. Đây đang nhảy ra nhánh mới đây mấy anh chị ơi. Có nhưng mà hơi nhỏ nhỏ ha. Đúng rồi. Dưỡng lại rồi nó sẽ chỉnh sửa lại là cây nó đều nha mấy anh chị nha. Rồi, tiếp tục luôn. Để luôn. Để đây. Đó. Để cũng đặt ở dưới trơn này. Nhiều gì sắp lại rất là đẹp hơn ha. Dạ. Đây, cái mã này là mã 94 nha mấy anh chị nha. Rồi, giao lưu nhiêu đẹp. Rồi, em giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.550.000, bao ship luôn nha mấy anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, em xin phép xuống mã luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi, em tiếp tục lên mã mới đây. Rồi, 95 ha. 95. Rồi, 95, một em dán lông đẹp luôn. Rồi. 95. Rồi, chiều cao của em nó đây, cao tầm 1m35 nha mấy chị nha, 1m35. Tán ngang em này tầm 1m1 luôn đây. Rồi, cái hoành luôn. Hoành em nó nha. Hoành 17 luôn cả nhà ơi, đường kính bầu là 42. Rồi, xoay xoay cho mấy anh chị xem, dán lông. Kỹ ha. Tàn tròn. Đây. Đang năm tược đàng hoàng, sức khỏe rất ok. Đây. Mã này là mã 95 nha cả nhà. Rồi, xin để luôn đi. Để đây cả nhà ơi. Rồi. Cái mã này là mã 95, em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.750.000. Rồi, 1.750. Rồi, xuống cây. Bao ship nha mấy anh chị nha. Rồi, em xin phép xuống mã cả nhà ơi, em lên tiếp tục mã mới đây, mã 96. Rồi, 96 mình lên luôn. Rồi, lên luôn cả nhà ơi, mã 96 nha. Em này dán lắc lượng đây, tàn tròn luôn. Rồi, chiều cao của em nó cao tầm 1m35 hoặc hơn nha. Rồi, tại vì cái tay em là hết cỡ rồi.
Rồi, tán ngang của em nó nha mấy anh chị nha. Rồi, tán ngang. Rồi, tán ngang tầm 1m1 nha. Rồi, cái hoành luôn. Hoành của em nó đây. Hoành là hoành 15 luôn cả nhà ơi. Đường kính bầu là 42. Rồi, xe xe luôn. Đó. Lắc lượng tàn tròn, nhìn duyên lắm nha. Rồi, cái gì ngắm nghía kỹ ha. Tay cành đặt kẹo luôn. Rồi. Quá khích luôn hả quý vị. Rồi, vậy ngắm nghía kỹ nè. Đó, tay cành vẽ tứ diện mà nó khích 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 ha. Dạ. Nhiều nhưng mà không có rối ha quý vị. Nhìn đẹp mắt quá ha. Rồi, mình xuống bộ đế luôn nha quý vị. Đây, để em nói đây ha. Rồi, mấy chị xem giúp em. Rồi, mình giao lưu như đem. Rồi, cái mã này là mã 96 nha. Em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.750.000 luôn cả nhà ơi. Đó. Rồi, xuống cây. Em xin phép xuống mã nha mấy anh chị nha. Em lên tiếp tục mã mới đây. Rồi, lên luôn. Rồi, mai bên em là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị nha. Mai zin luôn, trồng từ hạt luôn cả nhà ơi. Không hề cắt ghép gì nha. Chỉ là uốn éo em nó từ nhỏ thôi mấy anh chị ơi. Đây, dáng này lắc lượng luôn đây. Nhìn duyên nha. Rồi, mã này mã 97. 97. Rồi, chiều cao của em nó đây nha mấy anh chị. Chiều cao em nó là cao tầm 1m2 đây. Rồi. Tán ngang của em này là 85. Rồi, hoành luôn. Hoành của em nó đây. Hoành 13, rồi em tính 13 thôi nè. Đường kính bầu 40. Hoành 13 nha mấy anh chị nha. Đây, dáng lắc lượng đây. Rồi, chân cành quý vị ngắm nghe kỹ luôn mấy chị xem giúp em nha. Em này là mã 97 đi ạ. Đây. Rồi, để luôn nè quý vị. Để cả nhà. Này, ở đây thì cái nhánh này cũng bị xước gãy nên bên em đã cắt rồi đây nha mấy anh chị nha. Rồi, xay xay luôn. Đó, xay xay cho mấy anh chị xem. Để đây. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi, mã 97 này em giao lưu cô chú anh chị là giá là 1.550.000. Đó, đây, nhảy tuột đàng hoàng, sức khỏe rất ok nha mấy anh chị nha. Đây. Này thì nó xinh lẹ, xinh lét ra cái gì nè. Bung, năm chậu ở trên nè ha. Mã này là mã 97 nha mấy anh chị nha. Rồi, xuống cây. Rồi, em xin phép xuống mã 97 đây. Rồi, mình lên 98 luôn. Rồi, em tiếp tục lên mã 98 nha mấy anh chị nha. Rồi, tay cành đặt luôn ha. Đây. Bên em là mới vừa làm xong, chưa kịp lau chùi hết nên vừa làm vừa lau cho mấy anh chị xem đây. Có tiện nhân gì nó đang lau đây. Mã 98 nha, chiều cao em nó cao tầm 1m2. Tán ngang của em nó tầm 1m nha. Rồi, cái hoành luôn. Đây, hoành em nó đây. Hoành 16, đường kính bầu 42. Rồi, xây xây luôn. Đó, em này dáng lông đây, tàn tròn cả nhà ơi, nhìn duyên lắm. Nhảy tuột đàng hoàng nha, hết rồi, ha. Khỏe rất ok. Tay cành đặt hết trơn luôn. Đây. Tay cành đặt rật luôn ha. Để với con quá xá đế luôn nha, quý vị đế. Không to, không nhỏ gì, không bít bậu trơn. Đây. Rồi. Vậy gì tha hồ sắp lại ha. Có đế là sắp được thôi. Đó. Rồi, trong đây cũng có những cái nhánh là không có duyên là bên em cũng cắt đây. Còn bên đây thì nó bị xước rồi nên bên em cũng cắt rồi luôn cả nhà ơi. Chị có thể kéo này vô nhôm kéo lại. Lấy dây nhôm kéo lại cho chỉnh lại tàn nó tròn hơn nha. Cái mã này là mã 98 nha cả nhà nha. Giá là 1.650.000. Rồi, xuống cây. Rồi, em xin phép xuống mã luôn cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục luôn cả nhà ơi, em lên tiếp tục mã 99. Rồi, mã 99 luôn. Rồi, chiều cao của em nó nha, cao tầm 1m2. Rồi, tán ngang của em này đây, 95. Rồi. Rồi, hoành của em nó đây, hoành 14 nha mấy anh chị nha. Đường kính bầu 41. Đây, xây xây cho cả nhà xem đây. Cái mã này là mã 99 nha. Em này là dáng lông đây. Đây. Để rất là ok đế luôn. Quá xa đế luôn ha. Rồi, cái nhánh này thì nó cũng bị xước rồi nha mấy anh chị nha. Nói chung á là cây có vấn đề gì á. Dạ, để em lấy kéo cắt đây. Cắt cái nhánh này giúp. Rồi. Cắt giùm con cái nhánh này. Nói chung là cây bên em á có vấn đề gì hoặc là như thế nào em sẽ báo cho mấy anh chị biết tình trạng của cây của bên em như thế nào nha. Những mà lỗi mà không đáng kể thì có gì mấy anh chị bỏ qua, thông cảm giúp em, ủng hộ giúp em nha mấy anh chị nha. Đây.
Cái mã này là mã 99 nha cả nhà ơi. Em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.550.000 nha mấy anh chị nha. Rồi xuống cây. Rồi em xin phép xuống mã luôn cả nhà ơi. Rồi lên mã 100 luôn. Rồi tiếp tục luôn. Bên kia mã 100 kia chứ rồi. Có. Rồi. Cái này nè. Rồi mã này là mã cuối clip bên em, mã 100 nha mấy anh chị nha. Rồi chiều cao của em nó đây, cao tầm 1m4 luôn cả nhà ơi. Tán ngang em nó là tầm 1m1. Rồi. Hoành của em nó là hoành 15, đường kính bầu là 45. Rồi, xoay xoay luôn. Xoay cho mấy anh chị xem. Dán nữa ha. Đây. Dán long tàn tròn. Đó, nhìn duyên đấy, lắm cả nhà ơi. Đây, cây những cây này luôn. Thì đang đâm tượng, nói chung là rất là sức khỏe, rất là ok, mấy anh chị cứ yên tâm. Yên tâm. Đó, đây. Le lưỡi hết rồi. Rồi, em đo lại cho hoành. Hoành 15 mẹ ơi. Rồi, 15 hoành ha. Đây, bộ đế nha. Quay ghi cái gì vậy? Dạ. Đây. Rồi, để luôn nè quý vị. Để nè. Mê chưa mấy anh chị? Đóng đặt hết trơn nè. Đó. Đó. Đầy kính đó. Bầu luôn, kính bầu nha mấy anh chị nha. Về quý vị tha hồ sắp lại luôn, dạ. Nhóc luôn. Rồi, mai tân châu mà đế như thế này là quá ok luôn. Trời, trong vòng mai tân châu luôn nha mấy anh chị nha. Yên. Rồi, cái mã này là mã 100, em giao lưu cô chú anh chị nha. Giá 1.700.000 bao ship cho cô chú anh chị luôn đây. Đó. Rồi. Rồi cái mã 100 này là mã cuối clip của bên em, shop Mai Vàng Trúc Yên ở ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rất mong cô chú và anh chị yêu mến và ủng hộ shop em. Giá công khai trên clip là giá đã bao ship nha, mấy anh chị cứ yên tâm nha, ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn đây. Và trong vòng 2 tháng mấy chị chăm sóc cây còn hỗ trợ cách chăm sóc, cách trồng cây. Nói chung là bên em sẽ hiểu biết những cái gì là bên em sẽ hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn nha. Và số hotline của bên em là 0939779318, đồng thời cũng là số Zalo của bên em luôn. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ hoặc mua lô gì đó cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn hỗ trợ hết mình có thể cho mấy anh chị luôn đây. Và rất mong cô chú anh chị yêu mến bên em, ủng hộ bên em nha. Anh chị nhớ chia sẻ kênh vào like giúp em nha mấy anh chị nha. Rồi hẹn anh chị vào clip sau ạ.